Cuộc sống chưa hẳn đã hết khó khăn, thế nhưng nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường lại tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Nhưng lá đơn này là lá đơn của ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, không ỷ lại vào sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm. Những chủ nhân của các lá đơn còn muốn các chính sách ưu đãi của đảng, nhà nước đối với gia đình mình sẽ được chuyển đến những gia đình khó khăn hơn mình, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế trong cuộc sống. Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh em, hai bên cha mẹ ai cũng nghèo, nên khi ra riêng, vợ chồng ông Chương, bà Thủy chỉ được cha mẹ cho đất để xây nhà ở. Thu nhập của hai vợ chồng chủ yếu bằng nghề làm thuê, làm mướn. Với tính siêng năng, cần cù chịu khó, cuộc sống của hai vợ chồng tương đối ổn định, thậm chí còn dành dụm mua được 2 hectare đất trồng lúa và nuôi hai người con đi học. Cứ nghĩ cuộc sống của gia đình sẽ trôi qua êm đềm, nhưng biến cố lại ập đến khi cả hai vợ chồng lần lượt mắc bạo bệnh. Vậy là bao nhiêu tiền dành dụm được, kể cả 2 hectare đất mà hai vợ chồng tích lũy gần cả đời người, cũng đành bán đi để lấy tiền chữa bệnh. Trong khi đó, hai người con lại sắp vào đại học. Đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu với vợ chồng ông Chương, bà Thủy, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hiệp đưa gia đình vào danh sách hộ nghèo để hưởng các chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước dành cho người nghèo như thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, miễn giảm tiền điện, nhận quà nhân các dịp lễ Tết. Đặc biệt là hỗ trợ về vốn con giống để vợ chồng có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Thông qua sự vận động kết nối của nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, gia đình ông Chương được hỗ trợ một con bò giống, đồng thời được xã tạo điều kiện vay vốn phòng giao dịch ngân hàng chính sách để làm chuồng, mua thêm bò và nuôi hai con học đại học. Ở cái ban ấp nó xét cho mình vào diện hộ nghèo. Được xét vào nhưng mà mình phải tự lực là mình vươn lên để nuôi cho con đi học. Bạn bè trang lứa cũng như mình. Nhưng mà người ta có điều kiện, người ta làm khá giả. Còn mình không có điều kiện, mình làm thì cũng cố gắng nhưng mà mình cũng hơi tủi thân mình lắm chứ. Đó, từ chỗ đó nhưng động lực đó mình ráng. Dù cỡ nào mình cũng phải ráng làm để cho Dương vượt qua cái khó nghèo đó. Điều đáng ghi nhận ở ông Chương, bà Thủy không chỉ là ý chí, nghị lực vươn lên thoát nghèo mà còn quyết tâm nuôi con ăn học thành tài. Bởi hơn ai hết, ông Chương hiểu rất rõ, vợ chồng ông không có của cho con. Vì thế, chỉ có con đường đi học mới giúp hai con ông chạm tay đến một tương lai rộng mở hơn, thoát được nghèo khổ, cuộc sống sẽ không còn thiếu trước hụt sau. Cái hoàn cảnh mình đã khổ rồi, nhưng mà nếu mà mình để cho con mình nghỉ học á, thì nó sẽ khổ như bản thân mình nữa. Thì từ đó, từ cái động lực đó mình thấy vậy quyết tâm, phải cỡ nào cũng phải cho con đi học, cho mai mốt này nó đỡ cái bản thân. Căn nhà tường khang trang, sạch đẹp, ít ai biết rằng vợ chồng bà Qua, ông Lộc, từng là hộ nghèo của xã. Cũng giống như vợ chồng ông Chương, bà Thủy, vợ chồng bà Qua, ông Lộc, thu nhập chủ yếu bằng nghề làm thuê, làm mướn, và cũng thường xuyên đau yếu. Để rồi khi căn nhà xuống cấp, vợ chồng ông bà cũng không có điều kiện xây dựng mới. Lúc đó, mơ ước của hai vợ chồng không gì hơn là có điều kiện xây dựng lại căn nhà mới để an cư lạc nghiệp. Biết được tâm tư, nguyện vọng của gia đình, năm 2012, xã vận động các nhà hảo tâm 40 triệu đồng giúp gia đình hiện thực hóa ước mơ về căn nhà mới. Nhờ số tiền của các nhà hảo tâm cộng với số tiền dành dụm mấy năm qua, vợ chồng ông xây được căn nhà. Có được căn nhà cộng với việc được nhận bò giống
và dây vốn ngân hàng chính sách xã hội, nhất là khi ông Lộc tìm được việc làm trong một công ty. Vậy là vợ chồng bà Khoa có điều kiện hoàn thiện căn nhà của mình, mua thêm vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Giờ đây sức khỏe ông Lộc không còn tốt như xưa, vì thế ông đã nghỉ việc về nhà để chăn nuôi thêm gia súc gia cầm, để vừa tăng thu nhập vừa cải thiện bữa ăn trong gia đình. Còn bà Khoa thì hằng ngày vẫn chăm chỉ đi làm thuê. Số tiền bà Khoa làm được dùng để sinh hoạt, chi tiêu trong gia đình. Hiện gia đình bà Khoa, ông Lộc nuôi được 3 con bò giống, 1 con bò con với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Hai vợ chồng tôi lớn tuổi rồi thì ráng họ hứng đấu, ráng mần lên, ráng mần để cho có với người ta, người ta vượt lên thì mình cũng ráng vượt lên đi, tuy rằng tuổi lớn thiệt mà cũng phải ráng thế đó, hay thế đó. 58 tuổi nhưng bà Lùng phải trải qua 3 lần phẫu thuật lớn, vì thế sức khỏe của bà ngày càng yếu đi. Thế nhưng bà chưa bao giờ tuyệt vọng, bởi với bà còn lao động được là còn hạnh phúc, và phải sống sao cho khỏi trở thành gánh nặng của gia đình, xã hội. Bà sinh ra và lớn lên trong gia đình có 8 anh chị em. Bà là con gái lớn trong gia đình nên từ nhỏ phải đi làm thuê, làm mướn phụ cha mẹ chăm lo cho các em. Khi các em lập gia đình, bà quyết định ra ở riêng. Lúc này cũng là lúc bà không may mắc bệnh hiểm nghèo và phải trải qua 3 lần phẫu thuật. Thời điểm đó, bà cũng từng bi quan, suy nghĩ tiêu cực. Hiểu được suy nghĩ, nỗi lòng của bà Lùng, người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương đã sát cánh, làm chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất để bà cố gắng vượt lên chính mình. Để gầy dựng được đàn bò này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, bà Lùng được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 2 con bò giống. Hiện đàn bò của bà phát triển lên đến gần cả chục con. Đây là gia tài lớn nhất mà bà Lùng tích lũy có được sau thời gian vượt lên nghịch cảnh và tự nguyện viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo. Mần mướn đi ăn không chứ không phải ra không có miếng gì mần trơn, mần mướn đi ăn không. Bò lết, bò gì ở ngoài đồng, ai kêu gì mần nấy, tiếng nửa tiếng gì cũng mần hết trơn. Mình ráng. Ráng người ta cũng đâu có biết, tới giờ là về như vài tiếng đồng hồ kiếm sự sống thôi, ngoài ra không có mặn gì có tiền hết trơn á. Giờ mình thấy cũng có đồng vốn quay quay đỡ rồi, cho nên từ đó mình xin thoát ra hộ nghèo và nhường cái phần đó lại cho những hộ khó khăn hơn mình. Khi viết đơn ra họ thoát khỏi hộ nghèo á, không có hối hận gì hết. Thì cũng như vợ chồng gắng cố gắng mà ngăn được, thì thôi để cho những người khó khăn hơn, để người ta chia sức, chia sẻ với nhau mà sống vậy đó.
Xét hộ nghèo rồi mình phân loại ra, hộ bệnh, rồi hộ cần vốn vay, rồi hộ mà cái dạng mà cần ý không có ỷ lại trông chờ của nhà nước, thì giống như là mình cái hộ mà bệnh hoạn theo cái 42 loại bệnh trong cái hộ nghèo thì mình phải để qua một bên, và hộ cần vốn sản xuất thì mình xuống mình tìm tâm tư nguyện vọng của bà con, để coi bà con cần cái vốn gì thì về mình báo cáo lại với hội đồng xã, họ sẽ hỗ trợ xét cho vay vốn để người ta làm ăn vươn lên thoát nghèo. Và còn cái hộ mà ỷ lại trông chờ nhà nước thì mình cũng xuống tiếp cận và mình coi nhà người ta như thế nào, người ta chấm theo cái thang điểm của hộ, cái bảng điểm của nhà nước đưa ra theo quy định, thì mình đủ điều kiện thì mình vận động cho người ta ra nghèo, thoát nghèo. Năm 2020, Bình Hiệp có 158 hộ nghèo. Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và sự ý thức của người nghèo, đến nay xã chỉ còn 11 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,37%. Cận nghèo 77 hộ, chiếm tỷ lệ 3,55%. Đặc biệt những hộ nghèo, cận nghèo của xã đều tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, không cần địa phương phải vận động, bình xét. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, không chỉ giúp địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, mà còn tiến đến xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Người dân muốn mà thoát nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững á, thì nó có 4 nội dung chủ yếu. Là cái thứ nhất là vốn vay trong ngân hàng chính sách để đảm bảo cho người ta là có nhu cầu trong công ta trong cái cuộc sống hàng ngày. Cái thứ hai nữa là về an sinh xã hội, là về nhà ở. Thì về phía chính quyền cũng được sự quan tâm của cấp trên và được sự vận động của các mạnh thường quân, thì xây nhà người dân thì cũng được từ nhà không cứng thành nhà đảm bảo ba cứng. Đó là về cái thứ hai là về cái nhà ở. Rồi về cái thứ ba nữa là được sự quan tâm của cấp trên, thì sự đồng hành của hệ thống chính trị thì vừa qua là cũng được cấp bò dự án. Bò dự án là một trong những cái chương trình mục tiêu quốc gia thoát giảm nghèo bền vững của nhà nước mình. Và của bác Tư Sang, là bò của bác Tư Sang vận động thì cũng mỗi hộ cũng được một con. Thì đó là về ba cái nhu cầu chính, và một cái là không thể nào mà không quan trọng được, là bản thân người dân đó phải tự vươn lên thoát nghèo, có ý chí quyết tâm. Thì cộng với cái sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước thì hai cái đó đồng hành song song với nhau. Qua tới công tác tuyên truyền vận động của các ban ngành đoàn thể, là từng ban ngành đoàn thể cũng là thành viên trong ban giảm nghèo, thì và cộng với qua những cái tiếp cận là quan tâm cụ thể, thì người dân cũng đã thấy được, xác định rõ được cái nào trong công tác là giảm nghèo bền vững này là người dân là chính. Bởi khi đưa ra xét thì người dân cũng so sánh được, là cảm thấy bản thân mình là vừa qua được sự quan tâm rất nhiều từ chính quyền rồi, thì người ta cũng mạnh dạn, hầu như là cái đó là cái thành công nhất của trong ban giảm nghèo. Trong khi một số nơi vẫn còn người dân không chịu thoát nghèo để được hưởng những chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước, thì ở Bình Hiệp, xã vùng biên của tỉnh, lại có hàng trăm lá đơn tự nguyện xin thoát nghèo. Chính hành động tuyệt đẹp mang đầy tính nhân văn này càng minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự thay đổi về ý thức tự vươn lên thoát nghèo của người nghèo. Hy vọng những lá đơn xin thoát nghèo ở Bình Hiệp sẽ tiếp tục lan rộng ra các địa phương khác, góp phần cùng tỉnh Long An thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.